chào lại các bạn yêu tử vi nha chào em anh phạm cái phần này là trả lời cho bạn nữ có tên là anh phạm đáng lý cái bài của anh phạm là được trả lời từ hồi sáng cùng với cái bài của bạn lê hoài nhưng mà cái phần cuối thì khi nghe lại cái 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 email á, thì thấy anh phạm có lớn cứng trong cái vấn đề giờ sinh là không biết là mình sanh vào cái giờ nào thì sau khi mà xét hai cái lá số tường tận thì chị quyết định là cái lá số mệnh thái dương đẻ vào lúc 8:30 sáng là đúng có nghĩa là em đưa cái giờ đó cuối cùng cái lá số đó mới là cái lá số của em thì nói vậy để cho em yên tâm nếu mà em đi qua cái lá số mà mệnh Vũ khúc nên là bây giờ mình đi qua 30 phút sau rồi đi qua cái 9 giờ sáng á thì lúc này là mình thân cư phu thê thì cái lá số đó nó có cái sự trên là rất lớn với những cái thông tin mà em cho từ cái vấn đề gia đình anh em trong nhà, à, cái tính à, tương khắc tương sinh với bố mẹ của mình, rồi giữa mình với chồng con của mình và ngay cả cái năm mình sinh con và mình lấy chồng nó cũng không có ứng mà cái lá số thái dương thì hoàn toàn gần như là hết một trăm phần trăm cho nên là rất là tự tin là cái lá số cũng như là cái giờ em cho là đúng giờ nha rồi nói vậy để cho em vui để mình à, cũng có cái sự tự tin mình luận cái lá số của em à, em anh phạm nhưng mà cái vấn đề nan giải không phải là cái tìm cái giờ cho em mà cái mà làm cho chị đau đầu nhất suy nghĩ về cái lá số của em là cái câu hỏi của em thì bây giờ mình đã xác định được là cái lá số mệnh thái dương đóng tại cung tỵ là của anh phạm thì nhìn qua cái lá số đó cái cung mà chị cảm thấy e dè nhất cho em chính là cái cung phu thì ngay trong cái email của em em chỉ hỏi đúng có cung phu thôi có nghĩa là cái mà chị sợ phải trả lời cho em nhất thì lại chính là cái câu hỏi của em đặt trọng tâm là chị hỏi cái cung phu bây giờ làm sao. Chị suy nghĩ rất nhiều nha anh Phạm về cái cái phần trả lời cho em. Thì bây giờ chị sẽ, tại vì rất là thương cái cái hoàn cảnh của em. Cho nên là chị quyết định là sẽ giải thích theo cái vấn đề tử vi. Để rồi em hiểu về mình nó như thế nào và cuộc đời những cái bước đi như thế nào thì tự em chọn lựa thôi tại vì bây giờ nó những cái việc nó đã thành rồi thì bây giờ mình chỉ giải thích theo cái vấn đề tử vi thì các bạn biết không bạn anh phạm này có gửi cái email mà cái đầu đề cô này của để cái tên là vỡ mộng hôn nhân thì chị sẽ lấy cái cái tiêu đề cũng như là cái thay đồ mà em gửi trong email của em để làm cái lá số này cho em cũng như là mỗi lần mà em trong tương lai á mà anh phạm vấp phải những cái vấn đề gì trong cái cuộc sống của mình á thì em quay lại cái bài vỡ mộng sau hôn nhân để em nghe lại thì cũng hy vọng là cái bài sắp tới này chỉ những cái gì chị nói tới đây nó sẽ giúp cho em về cái mặt tinh thần để em tiếp tục em đi tiếp mà nó cũng là một cái phần kiến thức tử vi chung cho chúng ta cùng nghe để chúng ta hiểu được là à trong cái cuộc sống cái cái lá số tử vi nó ứng với những cái sao như vậy nhưng mà những cái sao như vậy nó cũng có ý nghĩa tích cực và tiêu cực của nó tùy theo cái đường số đó chọn lựa sống như thế nào. Tòa bì chúng ta vào đi. Thì đây chúng ta thấy em anh phạm là người nữ mà mệnh có thái dương đóng tại cung tị. Thì Thái âm ở đây á, nó đóng cung quan của mình nó bị tuần Tại vì mình là người can ức Thì Thái âm lại đi cùng với hóa Kỵ nữa Cung phu của mình có thiên đồng, có hữu bậc có địa kiếp Đồng cung với lập tồn Thái dương nó là chung thiên đổ Có hóa khí của nó là quyền, là quý á các bạn Thì nó chủ là đóng có cung quan nó tốt hơn Nó chủ về người chồng, chủ về con trai Là cái người nào mà có cái sao Thái dương á giống như của em em anh phạm thì cái đầu tiên người này là cái người có cái tính nó chính trực đầu tiên nó có cái gì nó phải hơi cương cường một chút xíu quang minh và bác ái tại vì cái cái thái dương của mình nó sáng không có tính toán nha người thái dương là cái người thị phi đúng sai không có câu nệ tiểu tiết là cái người thái dương tính tự tôn rất là mạnh là những người mệnh có sao thái dương người thái dương là người thích cái người khác phải tôn trọng mình Cho nên cái người Thái Dương cái yếu điểm của họ chính là họ hơi chuộng hư vinh một chút xíu Thái Dương thật ra là không nên thủ mệnh của người nữ nha các bạn Tại vì thủ mệnh của người nữ hoặc là cái thân của người nữ nào mà có sao Thái Dương Thì cũng chủ là mình hay đoạt cái quyền chồng của mình thì nó cũng báo trước là cái người chồng của mình có gì đó nó cũng hơi hơi yếu về cái cái lực hơn mình đời thường của những người thái dương thường là những người họ hay phải nhiều cái lao lực người nữ mà có thái dương tại mệnh thì người nữ này trí khí rất là cái cái tính nam nhi nó rất là cao à, có cái trí nam nhi trong cái trường hợp mà có thái âm á ví dụ như thái dương thì nó có đi nhiều bộ ví dụ như là bộ cự nhật là một bộ à, dương lương là hai hoặc là Yeah, âm dương lương là giống như cái bộ của em anh phạm đó, à, thì riêng trong cái tam hợp mà âm dương lương là dễ nhất về cái vấn đề tình cảm là hay bị phiền phức nhất. Các bạn nhớ, tại vì thái dương nó không phải là nó nó có nhiều cách, nhưng mà riêng cái cách mà âm dương lương là dễ bị phiền phức về tình cảm nhất. Bản thân của sao thái dương nó là hàm ý quan lộc nếu không có phụ tinh quý hiển ví dụ như là khôi việt xương khúc đó thì cái cuộc đời của mình cũng nhiều những cái vất vả là chắc chắn cho nên em anh ấy, là may cho em là em sanh vào ban ngày nó còn đỡ nhưng mà cái vận hồi trẻ của mình vẫn không có tốt nha sau này thì nó ok hơn cái số của em anh là cái số tự lực cánh sinh cái cung tài của mình có hóa quyền mà cung quan của mình có thái âm đi cùng với hóa kỵ Thái Dương là sao động Gọi là sao dịch mã Mà bây giờ nó lại đóng trong bốn cái góc Mà lại đi cùng với sao thiên mã luôn May là nó được cái đất trường sinh Cái cung điền của mình đẹp Cũng là có cái ý tưởng nó sáng lên Thì mình lại là cái người sau này Mình sáng lập được cái cơ nghiệp của mình Nhưng phải ngoài 34 tuổi nó mới tốt Em là người giỏi giang Nhưng mình lại ưa tranh quyền trong cái cung phu thê cũng thấy rõ đây là cái cung phu thê đời trong gai tả hữu không kiếp rất dễ xảy ra những cái tình trạng ly hôn cung quan của mình là người phụ nữ mà bị tồn thái âm lại cùng với hóa kỳ đây lại có lộc tồn ở trong cái cung phu thê của mình thì lại có nghĩa là nó lại rất là phức tạp muốn ly dị lại khó ly dị trong cái vấn đề tình cảm hôn nhân của mình cực kỳ có nhiều những cái nỗi buồn. Vì lộc tồn nó bị giáp bởi kình đà là cái tính kiềm chế. Cho nên những cái mối quan hệ trong cái cuộc hôn nhân này tuy là không có hạnh phúc nhưng lại khó ly dị. Cái vấn đề mà lập gia đình nhanh chóng của cái cung phu này là do cái yếu tố con địa kiếp nha rồi sau đó mới đến con sao Thiên Đồng. À, thì bạn bạn anh Phạm có kể là trong cái lúc mà quen cái người chồng thì võn vẹn chỉ có 5 tháng là lên xe bông thôi. Thì cái yếu tố lập gia đình nhanh chính là do con sao Địa Kiếp á. Rồi thứ hai mới là con sao Thiên Đồng. Thì các bạn để ý là những cái sao ví dụ như là Kình Đà Linh Hỏa không kiếp, nó là xác tinh nhưng mà nó chính là trợ lực lấy nhanh, lấy đi để rồi sau đó có những cái mình phải vất vả, mình phải buông ba, mình phải có những cái đau khổ trong cái vấn đề hạnh phúc để mình bung ra. Cho nên nó có hai mặt, có nghĩa là xác tin nó là trợ lực để lấy nhanh, nhưng mà nó cũng là trợ lực để cho mình cảm thấy mình không chịu nổi cái 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 cái, cái khó chịu đó. đó. Thiên đồng mà các bạn nó chỉ nói lên cái người phối ngẫu của mình là người có cái tính gì nói thẳng là hơi lười thích hưởng thụ là người đa tình là người dễ cảm so với mình thôi nha có nghĩa là mình phải lấy cái công phu đó mình so với cái người có cái lá số đó thì tất nhiên em em anh phạm sẽ là người chăm chỉ là người nghĩ nhiều về cái vấn đề công việc tại mình thấy dương là quyền tin mà nó lại về vấn đề quan trường nữa thì phụ nữ có thấy dương là họ lo lắm họ lo chăm chỉ làm ăn họ suy nghĩ đến cái sự nghiệp họ nhìn xa trong cái cuộc đời của họ vậy thì khi mà ngược lại với cái người chồng của mình thì mình cảm thấy cái người này nó sao á nó không có đúng với cái tính của mình cho nên là mình phải so với cái người có cái lá số đó thì so với mình thì mình thấy chồng mình lười nhưng mà với người ngoài thì có thể họ không có cái, cái nhìn giống như Lam Giống như anh là như vậy đó ừ. Kế đến là cái cung phu thê nó chủ yếu là về cá tính của cái người phối ngẫu Thì người nữ mà cung phu thê có thiên đồng Thì một nửa kia của mình hơi giống trẻ con Mà đặc trưng của trẻ con là cái gì bạn là không có tinh thần trách nhiệm <laughs> Gọi là Um, ăn chưa no mà lo chưa tới, vừa mới thấy đùng 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 vậy mà lăn ra cái thấy nó ngủ liền khò khò, thấy tỉnh queo à, Thì cái đó là cái tính của trẻ con. Ừ. Cho nên những cái người mà cái cung Phu Thê giống như của em, em anh Phạm á thì mình thấy cái người phối ngẫu của mình lúc thì mình thấy hiền lành, có lúc mình lại thấy cái anh này có cái tính rất là xấu tính. à cho nên cái lúc mà mình mới quen cái anh này Thì nhiều khi mình nghe đủ điều hết trơn Có nghĩa là khi mà anh kể chuyện với mình anh nói chuyện với mình có thể nằm coi phim cả đêm với nhau Rồi nói chuyện phone với nhau Rồi đi lên trên chỗ này chỗ kia với mình Có nghĩa là hai người rất là thân Mà mình cảm thấy cái người phối ngẫu của mình Có cái gì rất là đáng yêu anh này rất là tử tế, lúc mà quen này làm, có những cái hành động của anh ta làm cho mình rất là cảm động. Cái đó là cái tính của con thiên đồng nóng cung phu thê đó các bạn. À, rất là dễ thương lúc mà đang cặp kè cho nên rất dễ lên xe bông. Nhưng mà sau khi lập gia đình rồi thì các bạn thấy cái người mà thiên đồng nóng cung phu thê thì cái tính của họ nó khác với cái tính của cái người này. Nghĩa là cái người có lá số đó là mình mệnh Thái Dương Thì Thái Dương là vương vai gánh vác Thì anh chồng của mình thiên động lại là cái người đừng ép họ phải hứa bất cứ điều gì Đúng là họ là người đàn ông đó Nhưng mà những cái vấn đề gánh trách nhiệm vụ việc gì đó Thì phần nhiều họ là người đàn ông không có cái vai để gánh Khi thiên đồng đi cùng với địa kiếp Đi cùng với những cái bộ sao giống như trong cái lá số của em anh Phạm chị nói cái này là như vậy là không phải ai mà cung phu thê có con sao thiên đồng là chồng mình nó cũng lười không phải trừ khi nào mà con thiên đồng đó nó hợp hành với cái cung cái, cái lá số của cái người đó có nghĩa rằng là cái con sao thiên đồng đó nó hành thủy thì em anh ấy, mà là người hành thủy ấy, thì đúng là trong cái vấn đề tình cảm của mình có trắc trở đó nhưng mà kiểu gì thì kiểu em quen ai em lấy ai thì cái người chồng đó cũng giúp được việc cho mình, nhưng mà ở đây em lại là người hành hỏa cho nên nó lại có những cái trắc trở, nó lại không được việc cho mình là như vậy cái đau ốm, bệnh tật của mình họ cũng ít lo cho mình nhiều khi cái tính của họ ỷ lại cho mình nó nhiều hơn mình không có thuận hòa được với họ cho nên mình không có hài lòng trong cái cuộc sống hôn nhân vậy thì thôi thì bây giờ mình phải hiểu được là mình muốn cái gì và mình sẽ quyết định mình làm cái gì bây giờ mình muốn có người yêu mình muốn có chồng mình muốn giữ được gia đình của mình thì mình phải chấp nhận cái việc đầu tiên đừng bao giờ mình nhắc đến hai cái từ trách nhiệm thôi thì để cho ổng vui đi, tự nhiên họ muốn làm cái gì cho mình thì họ làm. Còn bản thân của mình là mình biết là mình là có cái cái sứ mạng nó như vậy rồi, mình tự mình làm trước. Cái thứ hai là cái cung Phu Thê mà có hủ bực á thì đầu tiên cái hủ bực nó vẫn là cái con sao nó mang được cái vấn đề gọi là mình hưởng được cái phúc ấm của cái người phối ngẫu nha các bạn, kiểu gì thì mình vẫn được cái sự trợ giúp. Nhưng mà hai bên phải ngồi xuống để mà coi như nói chuyện với nhau trước. Tả hữu đóng cung phu thê thường là cái người phép ngẫu họ là một trong những cái người trong quá khứ đã từng giúp cho mình một cái đoạn đường gì đó Rồi bắt đầu mới đến cái vấn đề kết hôn Thì tả hữu đóng cung phu thê nó cũng có một ý nghĩa là cái quan niệm của hai người, cái quan niệm sống của hai người nó có cái khác nhau à, Dễ gặp những cái va chạm để dẫn đến không có hợp nhau lắm cho nên rằng là, là tả hữu đóng cung phê nó nói trước mình sẽ có một cái giai đoạn trong đời mình đã từng chịu cái ơn với cái người đó cái thứ hai là cái quan niệm giữa hai người có nhiều chỗ phải va chạm rồi mới hợp nhau cái kế nữa là hai bên dễ đi ngược đường với nhau nên rất dễ có kẻ thứ ba bắt đầu nó mới chen vào vợ chồng lúc nào cũng hợp nhau cắn kích với nhau thì làm sao có chỗ cho cái người thứ ba thì tả hữu chính là cái nơi mà cho kẻ thứ ba nó chen vào là do cái sự ngược đường nhau không có nhiều thời gian để mà hiểu thấu nhau Thường là phải gặp những cái vấn đề biến cố rồi sau đó mới hợp với nhau được Cho nên tả hữu nó cũng ý muốn nói là kết hôn thêm một lần nữa đó là như vậy Vậy thì ở đây cái cung phu thê lại có lộc tồn thì sao? Khi mà cái người nào mà lộc tồn đúng cung phu thê là cái bản thân của mình Cái người có cái lá số, mình là cái người cầu toàn mình cầu toàn trong một cái phương diện là mình rất là khó trong cái vấn đề mà lập gia đình. Mình cầu toàn mà. Thì thông thường cái người mà có lọc tồn ống cung phu thê, họ rất là nỗ lực, họ rất là duy trì, muốn ràng buộc cái mối quan hệ hôn nhân đó. Vậy nếu bây giờ mình dùng đúng phương thức thì những cái người mà cái cung phu thê có lọc tồn lại ổn lại, hai người lại sống rất là hòa hợp với nhau, à, phu sướng phụ tùy rất là tốt. Nhưng mà đây là do cái phương thức của mỗi người nó khác nhau. À, cái đặc biệt là như vậy nè những cái người mà lọc tồn Nóng cung phu thê thì sau khi mà lập gia đình rồi nha thì lại rất là khó rút lui thông thường mình coi cái cung phu thê nó giống như là một cái tài sản quý báu của mình vậy đó cho nên cái người mà lọc tồn Nóng cung phu thê họ rất là khẩn trương cái người phối ngẫu sau khi họ lập gia đình trước khi lập gia đình thì họ lại là một người cực kỳ khó tìm được bạn đời luôn à cái 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 trường hợp mà lọc tổ núng cung phu thê nó có hai mặt các bạn có những người mình gặp đó là đợi hoài ngoài 50 vẫn còn chưa lập gia đình tại vì cái tính cầu toàn của họ hoặc là họ gặp những cái trường hợp nó nó hơi nó hơi trái đũa chút xíu có nghĩa là những cái trường hợp nó khó giải thích lắm à, nó không phải của họ nhưng mà họ lại yêu rồi xong rồi đến nó rồi dở khóc dở cười nó có những cái trường hợp rất là rất là 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 là, là, là khổ nhưng mà khi mà họ lập gia đình rồi thì cái người lập tòa nống cung phu thê lại rất là khẩn trương cái 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 người phối ngẫu của mình thì khi mà mình khẩn trương như vậy thì mình thường hay có những cái suy nghĩ hoặc là có những cái um, cái cách mình hành xử trong gia đình đó các bạn em anh phạm thì có thể là mình làm cho cái người phối ngẫu họ thay vì là họ cảm ơn cái biết ơn mình thì bây giờ họ lại phản ứng ngược lại với những cái tình cảm của mình trao ra nó nó khổ như vậy là lọc tồn nó nằm ở cái chuyện như vậy là nó có cái sự cô đơn mà nó khó giải bày trong đó cho nên cái người mà lọc tồn nóng cung phu thê là phải biết cách làm sao dung hòa nó bình thường hóa những cái vấn đề lại nhiều khi những cái vấn đề xảy ra trong gia đình nó không dứt khoát là nó trầm trọng như vậy nhưng mà mình cần phải nhìn nó ở một cái chiều hướng khác đó cho nên đây là cái cách của mỗi người thôi Riêng em anh Phạm thì đây nó báo trước nè, có những cái chuyện nó chẳng lành nó xảy ra rồi. Thì bây giờ có lưu dị cái anh này đi nữa thì chắc gì cái đời sau nó khá hơn bây giờ. Khi cung quan của mình có tuần lại đi cùng với hóa kỵ, cung nô của mình có tham lan đi cùng với quả tú, cung phúc của mình có thiên cơ bạch hổ. Có địa không nằm tại đây nhất là bị ảnh hưởng bởi cái năm nay nè. Năm nay là cái năm mà Lưu Thái Tuế nó về cung phu. 2023 là cái năm mà vợ chồng có rất là nhiều những cái chuyện nhức đầu. Sau đó bắt đầu nó đỡ dần đi. 2024 là năm sau á là cái năm mà em anh phải cẩn thận nhiều về cái vấn đề sức khỏe, về cái máu huyết của mình là phải coi chừng. Cái cái vận này nè em anh, với các bạn để ý nè cái cung phúc đó, từ 24 cho đến 33 đó, thì ở cái cung phúc đó chính là cái vận thái tuế nhưng mà đây là cái mẫu mà thái tuế mà không được hưởng gì thái tuế mà gặp triệt thái tuế mà gặp không kiếp cái năm lẻ lại gặp nhiều những sao bại tinh và hình tinh thì 10 năm nay có những cái chuyện không vui về cái vấn đề tình cảm hôn nhân của mình khó ổn định được cái hạn sau cái là vào cái cái ngoài 34 tuổi đó, khi muốn lập gia đình lại là phải vào những cái năm đó Thì mới gọi là ổn thỏa Còn 10 năm nay á, là cái vận thái tuế Nhưng mà lại không được hưởng gì Tại vì thái tuế lại gặp nhiều những cái xác tinh Mà nhất là khi thái tuế gặp triệt Cái cung tài của em anh á, mình là người cung tài có thiên lương mà đi cùng với hóa quyền, đi cùng với hỏa tinh, À, thì lúc này thiên lương nó là sao ấm tin nha các bạn, nó dễ thừa kế được cái tổ nghiệp gia sản của cha mẹ có. Thường là mình là cái người mà được cái của nó bất ngờ. Cho nên ở đây là mình không nên tránh những cái cái um chị nói với ví dụ như trong vấn đề công việc thì em anh là nên tránh những cái mối quan hệ ví dụ như là mình biết cái người kia rồi bắt đầu mình lợi dụng cái mối quan hệ đó rồi mình hối lộ hoặc mình làm một cái việc gì đó thì cái cung tài này nó nói là mình không nên làm cái điều đó thiên lương mà đóng cung tài thì mình dễ được cái sự kiếm tiền bằng cái cái phương tiện là mình biết một người nào đó mình giỏi quản lý tài chính cái cố vấn đầu tư cũng được mình mình khai phá đất đai cũng được hoặc là mình làm môi giới mà cái kiểu mà chứng khoán cũng được, tư pháp cũng được, tư liệu cũng được, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật, du lịch rất là nhiều nhưng mà không nên kinh doanh buôn bán thôi. Đó. Thì cái 10 năm của cây vận thái tuế này nếu mà em muốn làm cái việc đó thì em làm được. Nhưng mà trong cái vấn đề hôn nhân thì rất là nhiều cái nó không ổn mà nếu mà có lập gia đình lại thì phải ngoài 34. Đó là cái cái câu trả lời trong cái lá số tử vi của em cái cuối cùng á, thì chị khuyên em em anh đó là nên bình tĩnh lại tại vì em trong cái năm nay này nó có nhiều những cái sao hình quá có nhiều những cái sao kỵ quá nó dễ ảnh hưởng đến cái tinh thần của mình nó sẽ cho mình những cái quyết định nó không được sáng suốt thì kiểu gì thì kiểu thì mình sống vì con mình thương con mình suy nghĩ cho cái cái đường mình nó dài thì phải em là người mệnh thái dương mà người thái dương là người nhìn rất là nhìn xa trông rộng lắm cho nên mình lấy cái tính bao dung của mình mà nhìn cái sự việc nó lớn hơn cái đó và nhiều khi mình cũng không thể đặt nặng nhiều quá ví dụ như đối với mình cái điều đó nó quan trọng nhưng mà đối với người khác cái đó nó không quan trọng thì nhiều khi mình cũng phải cởi mở hơn mình du di hơn mình, mình phân phớt thôi thì nó nhẹ nhàng hơn rồi nếu mà cái đường đi mà mình vẫn như vậy nữa thì lúc đó ở cái hạng sau mình tính tiếp ha rồi cuối cùng là chúc cho em anh phạm cùng với những người thân trong nhà được thân tâm an lạc nhiều những cái bình an và những cái sự nhẹ nhàng từ từ nó đến với em vào những cái năm sau rồi chào em rồi chào các bạn nha